Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Ba Minh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 4 của toán 6. Ở phần 4 này chúng ta sẽ đến với dạng 4, đó là tìm số mũ hoặc cơ số của một lũy thừa. Vậy thì phương pháp giải như sau, ta đưa về hai lũy thừa bằng nhau, nhớ nhé, hai lũy thừa bằng nhau. Trường hợp số mũ bằng nhau, chẳng hạn A mũ N bằng B mũ N thì ta có A bằng B. Trường hợp cơ số bằng nhau, đó A mũ M bằng A mũ N thì lúc này khi mà A khác 0 và A khác 1 thì M nó sẽ bằng N. Được chưa? Nhớ nha. Tại sao lại A khác 0, A khác 1? Ví dụ là 1 mũ 3 cũng sẽ bằng 1 mũ 4 bằng 1 mũ N luôn đúng không? Khác 0 với khác 1. Còn nếu A bằng 0 thì M và N là số tự nhiên bất kỳ khác 0. Nhớ chưa? Nếu A bằng 1 thì MN là số tự nhiên bất kỳ. Đây, như anh lấy ví dụ đây. Rồi bây giờ ta sẽ đến với bài 1. 2 mũ N bằng 8. 2 mũ N bằng 8. Các bạn biết 8 là bằng 2 mũ 3 đúng không? Đó, cái này cơ số bằng nhau này. Thì cái số mũ nó sẽ bằng nhau. Suy ra N sẽ bằng 3, được chưa? Rồi ta chuyển qua câu B. 7 mũ N bằng 49 thì 49 nó sẽ bằng 7 mũ 2, vậy suy ra N sẽ bằng 2, rất đơn giản. Câu C. 4 mũ N bằng 64 thì 4 mũ N sẽ bằng 4 mũ 4, được không? Vậy N lúc này bằng N bằng 4. Tiếp theo ta có 5 mũ N là bằng 625. Thì 5 mũ N sẽ bằng 5 mũ 4 là bằng 625. Vậy suy ra N sẽ bằng N bằng 4. Được chưa? Rồi tiếp theo ta chuyển qua bài 2. Đấy, các bạn thấy nó rất đơn giản. 2 mũ N, 2 mũ X nhân cho 4 bằng 16. Thì ta sẽ có tương đương là gì? Ở đây anh sẽ xóa cái bài số 1 đi ha. Rồi. A 2 mũ x nhân cho 4 bằng 16. Ta đưa hết về cơ số 2 thì ta sẽ có là gì? Suy ra 2 mũ x nhân cho 2 mũ 4 sẽ bằng 2 mũ 4, được không? 16 là bằng 2 mũ 4. Ở đây suy ra là gì? 2 mũ x cộng 4, được chưa? Sẽ bằng 2 mũ 4. Đúng không? A mũ m nhân A mũ n thì là bằng A mũ m cộng n. Anh nhắc lại kiến thức chỗ này ha. Đó, các bạn phải note lại. Vậy thì từ đây suy ra x cộng 4, đúng không? Nè, giờ cái cơ số nó giống nhau là số 2 giống nhau rồi. Vậy thì hai cái số mũ nó sẽ bằng nhau. Bằng 4, suy ra x lúc này bằng 0. Được chưa? Ta kết luận vậy x bằng 0. Rồi ta chuyển qua câu B. 3 mũ x nhân cho 3, 3 lúc này là 3 mũ 1 đó, bằng 243. Thì suy ra là 3 mũ x cộng 1 sẽ bằng 3 mũ bao nhiêu? 3 mũ 4 đúng không nào? Và suy ra x cộng 1 bằng 4. Vậy lúc này suy ra x sẽ bằng 3. Và ta kết luận vậy x bằng 3. Tiếp theo ta chuyển qua câu C. 64 đúng không? Nhân cho x 4x 4 mũ x bằng cho 16 mũ 8. Bây giờ ta sẽ thống nhất là đưa về cơ số 4, được chưa? 16 đưa về cơ số 4 được này. 64 thì bằng gì? Ở đây anh ghi lại số 64 ha. Là bằng 4 mũ 3 nhân cho 4 mũ x. 16 á, thì là bằng 4 mũ 2, tất cả mũ 8. Rồi suy ra 4 mũ 3 cộng x bằng cho 4 mũ. Rồi, lại nhắc lại kiến thức A mũ N tất cả M thì là bằng A mũ N nhân M. Nốt công thức lại được chưa? Thì này là bằng 4 mũ 16. Suy ra 3 cộng x
là bằng 16. Suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? X có phải là bằng 13 không? 16 trừ 3 bằng 13. Đó. Rồi, ta chuyển qua ý D. Ở ý D ta có là gì? 2 mũ x đúng không? Nhân cho 16 bình cộng cho 1024, tức là 2 mũ 10 á. Suy ra 2 mũ x nhân cho 16 là 2 mũ 4, tất cả bình bằng cho 2 mũ 10. Vậy suy ra là 2 nhân 2 mũ x nhân cho 2 mũ 4 nhân 2 là 8 bằng cho 2 mũ 10. Vậy từ đây suy ra 2 mũ x cộng 8 bằng 2 mũ 10. Vậy suy ra x cộng 8 sẽ bằng 10. Suy ra x sẽ bằng 10 trừ 8 bằng bằng 2, được chưa? Rất đơn giản. Rồi, bây giờ tôi chuyển qua bài số 3. Ở bài số 3 thì ta có là gì? Câu A này. 2x trừ 2 tất cả mũ 3 là bằng 8. Bây giờ các bạn đặt số 2 ra ngoài nhé. 2, ta có x trừ 2 đúng không? Và tất cả gì? Tất cả mũ 3 bằng 8. Được chưa? Đó, ta đặt nhân tử chung là số 2 ra thôi. Đúng không? Nhưng mà nhớ bên ngoài tất cả mũ 3 nên ta có dấu ngoặc. Tiếp theo, A mũ N nhân cho B mũ N thì là bằng A nhân B đúng không? A nhân B tất cả mũ N. Rồi, anh luôn nhắc lại công thức để các bạn note lại. Vậy đây là A này, đây là B này, cả cái cụm này là B này. Vậy là anh tách ra ngược lại là 2 mũ 3 nhân cho x trừ 2 tất cả mũ 3 đúng không? Bằng 8. Suy ra 2 mũ 3 là bằng 8 này, nhân cho x trừ 2 tất cả mũ 3 bằng 8. Vậy suy ra hai số 8 thì rút gọn đi đúng không? Vậy x trừ 2 tất cả mũ 3 nó sẽ bằng 1. Được không? 1 thì các bạn biết nó có thể là bằng 1 mũ 3. Vậy x trừ 2 tất cả mũ 3 nó sẽ bằng 1 mũ 3. Rồi giờ hai cái số mũ nó bằng nhau, vậy thì cơ số nó sẽ bằng nhau. Tức là x trừ 2 nó sẽ bằng 1. Suy ra x sẽ bằng 1 cộng 2 là bằng 3. Và ta kết luận vậy. X bằng bằng 3. Đó, đây là cách giải bài này nha. Các bạn nên ghi chú cẩn thận vào. Tiếp theo, ta chuyển qua ý B. Ở ý B ta có là gì? 3 cộng cho 2 mũ x trừ 1 bằng cho 24 trừ cho 4 bình trừ cho 2 bình trừ 1. Rồi, vậy thì các bạn đừng thấy nó nhiều mà sợ nhé. Tính toán từ từ ra thôi. Suy ra 3 cộng cho 2 mũ x trừ 1 nó sẽ bằng, bên này ta tính ra thành số ha, 24 trừ cho gì? 4 bình phương là 16 này, trừ cho 2 bình phương mà trừ cho 1, 4 trừ 1 là 3. Đó, 16 trừ 3. Và suy ra là 3 cộng, ở đây anh chuyển vế 3 qua luôn, 2x, 2 mũ x trừ 1 sẽ bằng 24 trừ cho 16 trừ 3 là bằng 13. Ở số 3 bên này chuyển vế qua là thành trừ 3, được không? Chuyển vế qua là thành trừ 3. Đang cộng 3 chuyển vế đổi dấu. X 2 mũ x trừ 1 sẽ bằng 24 trừ cho 16 đúng không? Là bằng 8. Được chưa nào? Mà 8 thì các bạn biết nó là bằng 2 mũ 3. Đấy, vậy suy ra là 2 mũ, vậy x trừ 1 nó sẽ bằng gì? X trừ 1 bằng 3. Suy ra x sẽ bằng bằng 4. Và ta kết luận vậy x bằng 4. Rồi, bây giờ ta chuyển qua câu C ha. Câu C là 2 mũ x cộng 2 mũ x cộng 3 là bằng 144. Rồi bây giờ các bạn tách ra, được chưa? A mũ N nhân cho A mũ M thì là bằng A mũ M cộng N. Rồi, vậy ta tách cái 2 mũ x cộng 3 sẽ bằng 2 mũ x nhân cho gì? 2 mũ 3. Được chưa?
Vậy suy ra là 2 mũ x này cộng cho 2 mũ x này nhân cho 2 mũ 3 144 tức là bằng 2 mũ 144 là bằng 2 mũ 7 được chưa? À, xin lỗi các bạn, 128 mới là bằng 2 mũ 7. Còn 144 thì nó bằng 12 mũ 2. Thì nó vẫn chưa liên quan gì nên ta giữ nguyên nha. Chưa liên quan gì, ta xử lý cái bên trong này đã. 2 mũ x đặt nhân tử chung 2 mũ x ra ngoài. Vậy lấy 2 mũ x là nó còn 1, 2 mũ x là tương ứng với 2 mũ x nhân 1 đúng không? Vậy là còn 1 này cộng cho 2 mũ 3. Đó là bằng 144 là 12 mũ 2. Được không? Anh ghi 12 mũ 2 đi. Rồi tiếp theo này các bạn để ý này. 2 mũ x nhân cho gì? 1 cộng 2 mũ 3 là 8 đúng không? 1 cộng 8 là 9. Được chưa? Còn 12 mũ 2 nó là bằng 2 đúng không? Nó là bằng 4. 4 là bằng 2 mũ 2 nhân cho 3, được không? 4 nhân 3 là 12, tất cả gì? Tất cả bên. Và suy ra là 2 mũ x nhân cho 9 là bằng 3 mũ 2 này. Bằng cho 2 mũ 2 A nhân B tất cả mũ N thì là bằng A mũ N nhân B mũ N. Anh lại nhắc lại được chưa? Vậy là 2 mũ 2 tất cả bên, được không? Đây nó đóng vai trò như là A này, này được không? A nhân B này, được chưa? Nhân cho 3 mũ 2. Thì 3 mũ 2, hai cái này rút gọn đi, đúng không? 3 mũ 2 chia 3 mũ 2. Ở hai vế ta rút gọn đi. Vậy là còn 2 mũ x là bằng 2 mũ 2 tất cả bình là bằng 2 a mũ n tất cả m thì là bằng a mũ n nhân m. Đó, luôn nhắc lại công thức ha. Là bằng 2 mũ 4. Suy ra x sẽ bằng 4. Được chưa? Và ta kết luận vậy x bằng 4. Tiếp theo ta chuyển qua câu câu D. X trừ 5 tất cả mũ 2016 bằng x trừ 5 tất cả mũ 2 2018. Thì mũ 2018 đúng không? Các bạn tách ra là bằng 2016 cộng cho 2 đúng chưa? Thì các bạn biết rồi. A mũ n nhân cho A mũ m thì là bằng A mũ n cộng m. Đó, anh luôn nhắc lại công thức cho các bạn. Vậy thì đây ta tách ra 2016 cộng 2 là bằng x trừ 5 mũ 2016 nhân x trừ 5 mũ 20 x trừ 5 mũ 2 được chưa? Đây x trừ 5 mũ 2016 sẽ bằng x trừ 5 mũ 2016 nhân cho x trừ 5 tất cả mũ 2. Thì các bạn thấy hai cái x trừ 5 mũ 2016 này ta rút gọn. Vậy rút gọn nó sẽ còn 1, ta chia xuống nó bằng 1 đúng không? Vậy là còn 1 sẽ bằng x trừ 5 tất cả mũ 2. Mà các bạn biết đó, 1 cũng bằng 1 mũ 2 đúng không? Vậy suy ra cái gì? Suy ra cơ số bằng nhau rồi. Vậy số mũ bằng nhau rồi, vậy cơ số nó sẽ bằng nhau luôn. 1 bằng x trừ 5, vậy suy ra x sẽ bằng x bằng 6. Và ta kết luận, được chưa? Vậy x bằng 6. Đó. Rồi bây giờ ta chuyển qua câu bài 5. Ở bài 5, tìm tập hợp số tự nhiên x, biết rằng lũy thừa x mũ 5 mũ 2 x trừ 1 thỏa cái điều kiện là lớn hơn 100 và bé hơn 5 mũ 6. Vậy các bạn sẽ nên xác định là 5 mũ 6 là bao nhiêu, được không? Rồi. Và 100 thì là bao nhiêu? Bây giờ 5 mũ 2 x trừ 1 bé hơn 5 mũ 6 cùng cơ số 5 rồi này, được không? Lớn hơn 100. Đó, lớn hơn 100 mà 100 này này lớn hơn gì? 5 mũ 2. Được không? 5 mũ 2 là 25 đấy. Còn 5 mũ 3 nó là 125 rồi. Thì nó lại nằm về cái phía này, được chưa? Nằm ở giữa này này.
và ít có thể bằng máy. Giờ cái suy ra là 5 mũ 2 sẽ lớn hơn bé hơn 5 mũ 2x trừ 1, được không? 5 mũ 2x trừ 1 bé hơn 5 mũ 6. Đó, vậy thì suy ra cái cơ số nó bằng nhau này, các bạn thấy cơ số bằng nhau, suy ra gì? Cái số mũ nó cũng sẽ nằm lần lượt theo cái thứ tự này, được chưa? Cơ số là số dương nhá. Thì là 2x trừ 1 nó sẽ bé hơn 6 và lớn hơn 2. Và ta giải lần lượt ra, suy ra là có hai trường hợp. 2 sẽ bé hơn 2x trừ 1, được không? Và 2x trừ 1 nó sẽ bé hơn 6. Suy ra cái dấu này là dấu và ha. Vậy thì chuyển vế qua là chuyển cái trừ 1 này qua đây là thành cộng 1, đúng không? Vậy thì 3, 1 cộng 1, 1 cộng 2 là 3, đúng không? Bé hơn 2x. Và gì? Chuyển cái x trừ 1 qua đây, trừ 1 qua đây thì nó sẽ là bằng 7, đúng không? 2x sẽ bé hơn 7. Suy ra x sẽ chia xuống, đúng không? Chia 2 xuống, x sẽ lớn hơn 3 phần 2. Và x nó bé hơn 7 phần 2, được không? Đó, một cái là 7 phần 2 đây, một cái là 3 phần 2. 3 phần 2 là 1,5, 7 phần 2 là 3,5, được chưa? Cái trục số thì các bạn quá quen rồi. Đó, về x nó sẽ nằm trong cái khoảng này, được chưa? Mà người ta bảo là tìm cái gì? Tìm số tự nhiên x, đúng không? Tìm số tự nhiên x. X là số tự nhiên, là x thuộc n, được chưa? Mà x thuộc n thì ở đây ta có số số 2 và số số 3. Đó là x thuộc n. Vậy ta kết luận vậy. Đó, x thuộc n. Và thỏa cái điều kiện x lớn hơn 3 phần 2 và bé hơn 7 phần 2. 7 phần 2. Đó, nên x bằng 2 hoặc x bằng bằng 3, được chưa? Nên x bằng 2 hoặc x bằng 3. Đó, đó là cách giải câu số 4. Rồi, bây giờ còn một câu số 5 nữa, được không? Anh sẽ cho đề câu số 5 ha. Các bạn giải câu số 5 cho anh. Bài 5. Tìm số mũ n sao cho lũy thừa 3 mũ n thỏa. Nó cũng giống bài 4, thỏa điều kiện 25 bé hơn 3 mũ n và bé hơn 250. Rồi, vậy 3 mũ n giải giống câu nãy nhé. 25 tức là nó lớn hơn bao nhiêu? 3 mũ 2 là 9, đúng không? 3 mũ 3 là 27. Vậy 27 là lớn hơn 25. Được chưa? Rồi, vậy thì đây ta lớn hơn 3 mũ 2 là lớn hơn 9 này. Đó. 25 là bằng 3 mũ 2, đúng không? Bé hơn 25 và bé hơn 3 mũ n, bé hơn 250. Đó, 250 thì có cái 2 mũ, cái 3 mũ 6 ấy, nó là bằng 3 mũ 5 nó là bằng 243. Đúng không? 243 bé hơn 250 rồi. Vậy có một cái 3 mũ nó bé hơn là 3 mũ 6, được không? Vậy đây, các bạn thấy này. Cái 3 mũ này mới quan trọng. Cùng cơ số suy ra 3 mũ n. Suy ra n nó sẽ nằm trong khoảng nào? N sẽ bé hơn 6 và lớn hơn 2. Mà n, đúng không? N là số tự nhiên đó. N. N thuộc n sao? N thuộc n. Đó, vậy ta kết luận là gì? N sẽ bằng, đây anh bổ sung vào cái đề ha. N sẽ bằng 3, 4 hoặc là 5, được chưa? Thì nó thỏa điều kiện thôi. 3 mũ 3 là bằng 27, 27 lớn hơn 25, đúng chưa? Rồi,
3 mũ 4 thì là bằng 81, nó cũng nằm trong khoảng là bé hơn, lớn hơn 25 và bé hơn 250. Thậm chí 3 mũ 5 là 243, vẫn bé hơn 250, được chưa? Rồi, kết thúc ví dụ số 5 là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Nếu các em thấy hay thì hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.